Xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV nha. Hôm nay mình chia sẻ món đậu hũ rim sả ớt. Với món này mình làm dùng để đối món cho bữa cơm, hoặc là mình làm dùng để ăn chay nè. Cũng rất là hấp dẫn luôn các bạn. Với cách làm thì cũng rất là dễ và đơn giản tại nhà, cùng các cái nguyên liệu dễ mua dễ kiếm nữa, là mình có được một món ngon. Rồi thì bây giờ cách làm chi tiết như thế nào, mình xin mời các bạn theo dõi tiếp nha. Đây là những cái nguyên liệu cơ bản của mình nè. Đậu hũ thì mình chuẩn bị nhiêu đây là chừng 5 miếng. Đó, cái đậu hũ mình lựa mua cái miếng mà nó mềm như vậy nè, để cho nó được béo ngon nha. Rồi, có là một củ hành tím nè, thêm một cái tép tỏi lớn và hai cái ớt sừng không cay nha. Với lại có ba cái cây sả. Mình có chuẩn bị thêm hai góc hành lá nữa nè, để lát mình bỏ lên cho thơm. Rồi, thì cơ bản nguyên liệu của mình đã xong rồi. Bây giờ mình xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nữa nha. Đầu tiên mình lấy sả ra nè, để mình đập dập hết nha. Đập dập ba cây. Sau đó rồi mình cắt nhuyễn nha, mình cắt nhỏ như vậy nè. Mình sẽ cắt hết ba cây luôn. Tiếp đến này hành tím nè, mình đem ra cắt lát mỏng. Tỏi cũng vậy luôn, mình sẽ cắt lát mỏng luôn. Sau đó mình sẽ băm. Hành lá thì mình đem ra cắt đoạn nè. Sau đó rồi mình sẽ cắt nhỏ nha các bạn. Để lát nữa mình nấu xong rồi kia mình rưới lên cho nó hấp dẫn. Ớt thì mình sẽ bỏ hạt, sau đó rồi mình cắt lát mỏng như vậy nè. Nếu như mình ăn cay thì có thể dùng thêm ớt cay nha các bạn. Đậu hũ nè thì mình sẽ cắt với cái độ dày chừng 1,5 đến 2 cm. Rồi, như vậy là mình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ mình đi nấu nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho dầu ăn vô, vừa ngập cái đế chảo này. Rồi kia mình cho đậu hũ vô, mình chiên nha. Rồi mình sẽ chiên cho vàng các mặt là được. Rồi mình chiên, mình trổ, nó vàng một mặt, cái mình trở đều. Rồi thì cái đậu hũ mình đã chiên chừng khoảng 6 phút rồi đó. Bây giờ thấy nó vàng đều các mặt như vậy là được rồi. Kiếm mình cho ra nha. Đó, mình sẽ để cho ráo dầu, rồi lát nữa mình đem đi rim nha. Rồi tiếp theo mình lấy chảo, mình cho lên đây là 3 muỗng canh dầu ăn nè. Mình sẽ cho phần sả vô để mình phi thơm lên. Đó, mình phi thơm sả trước nha. Đó, cái phần sả nó hút dầu á, cho nên mình phi thơm trước. Rồi kia mình sẽ cho cái tỏi nè, hành tím băm nè, với lại ớt vô luôn nè. Đó, mình cho vô nó vừa thơm là được nha các bạn. Đó, mình canh lửa vừa, kia mình xào lên cho thơm. Rồi lúc này kia mình nghe mùi thơm rất là hấp dẫn rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình nêm nếm vô nha. Mình sẽ nêm vô đây là cái nước tương nè, mình cho 4 muỗng canh. Đó, mình nêm cho đậm đà một chút nè. Rồi dầu hào chay mình cho 1 muỗng canh nè. Hạt nêm chay nè, 1 muỗng cà phê. Bột ngọt, nửa muỗng cà phê nè. Rồi, cái mình nêm vô đây là đường, 1 muỗng cà phê đầy. Ớt bột, nửa muỗng cà phê cho thơm nè. Rồi, cái phần tương ớt mình cho 1 muỗng canh nha, để cho có cái màu đẹp và có cái độ sánh dẻo. Rồi, bật lửa, sau đó rồi mình sẽ cho nước vô. Mình lấy cái chén cơm đó các bạn, múc một chén đầy luôn, cho vô. Đó, thì cơ bản cho cái nước để mình rim đậu hũ là đã xong rồi đó. Mình sẽ bật lửa lên, cho sôi. Rồi kia mình cho cái đậu hũ vô mình rim nha. Nó lúc này cái mùi sả rất là thơm luôn các bạn. Rồi nè, lúc này sôi mạnh nè, mình sẽ cho cái đậu hũ vô mình rim. Đó, mình cho nước nhiều nhiều như vậy á, để mình rim cho cạn xuống nữa, nó thấm vô cái đậu hũ là được nha. Rồi cái lúc nào mình canh lửa vừa nè, mình sẽ nấu như vậy nè, không cần phải đậy nắp nha các bạn. Đó, lúc này mình đã nấu được khoảng chừng 2 phút nè, khi mình trở. Đó, thỉnh thoảng từ 1 đến 2 phút khi mình trở đều để cho nó thấm gia vị nhá, vô cái miếng đậu hũ cho nó được ngon nha. Rồi khi mình ở đây rim thêm vài phút nữa cho cạn nước sốt xuống nữa là xong nha. Đó, lúc này khi mình đã rim được khoảng chừng 7 phút rồi nè, mình nếm lại. À, nếm lại thử vừa chưa nha. Rồi lúc này khi mình thấy nó vừa đậm đà mà ngọt vừa ăn, và cái phần nước sốt nó còn hơi nhiều nè, để mình rim thêm chút nữa cho cạn xuống rồi kia mình lấy ra là được nha. Rồi thì giờ mình đã rim thêm được 5 phút nữa rồi đó các bạn.
cái phần sệt nó bắt đầu sệt rồi đó, có cái độ sánh dẻo bám đều hết trên cái miếng đậu hũ lên như vậy là được rồi nè. Đó, nó cũng đã cạn hết rồi đó. Đó, bây giờ mình chuẩn bị mình dọn ra là được. Đó, các bạn coi nè, cái đậu hũ đó, nó chín nè, mềm nè, áo một lớp mà mỏng cái lớp sốt đó rất là hấp dẫn nè, và thơm cái mùi xả ớt lắm đó các bạn. Đó, xong rồi đó. Đó thì với cách làm nó cũng rất là dễ nè, nhanh gọn lẹ, là mình có được một cái món đậu hũ rất là tuyệt luôn các bạn. Để mình thêm ít hành lá lên nữa là xong rồi đó. Rồi thì cái món đậu hũ rim xả ớt của mình đã xong. Hôm nay mình sẽ ăn kèm với cơm nè. Bây giờ hồi xin mời các bạn dùng nha. Để mình gấp lên rồi cái mình ăn thử coi nó làm sao nè. Đấy, cái phần nước sốt bám đều lên cái miếng đậu hũ rất là hấp dẫn các bạn. Cái mùi xả rất thơm nha. Rồi để mình cho ra chén rồi cái mình ăn nha. Rồi xin mời các bạn. À, cái phần đậu hũ á, mình ăn vô bên trong nó mềm béo thơm, nước sốt thì vừa ăn đậm đà, có cái vị ngọt cay mặn rất hấp dẫn, đặc biệt cái phần xả rất là thơm luôn các bạn, có cái độ cay cay nhẹ nhẹ của ớt nữa nè. Cái miếng đậu hũ nè bên trong mềm hấp dẫn lắm luôn các bạn, mình ăn nữa nè. Rồi thì video clip mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh nè, và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui nha các bạn. Thì cái món này mình có thể mình làm nhanh gọn lẹ để mình đổi món cho ăn chay nè. Nếu có dịp thì các bạn có thể vào bếp thực hiện thử nha, cùng với các cái nguyên liệu thì cũng dễ mua dễ kiếm nữa. Đó, thì bây giờ để mình ăn nữa nè, rất là hấp dẫn luôn các bạn.